chúng tôi là Nhân Sang Tài Hàn Quốc. Một số chú ý du lịch, mình nhận ra mình rất may mắn vì đã chọn Việt Nam. Cái combo người dân, đồ ăn và thời trang là mình thật sự thích đất nước này. Thực sự mình cảm thấy Việt Nam rất là có cái gì đó về Việt Nam mà rất là khác với nước khác mà mình đã đi đến. Mình không biết là cách mà mình đi, tức là mình đi bằng xe máy nó rất là tự do, hay là người Việt, hay là có cái gì đó, nói chung là có cái gì đó mà thu hút mình, mà cảm thấy là mình cảm thấy mình rất là muốn ở Việt Nam. Tiếp tục kinh doanh, và nếu Việt Nam chấp nhận về ăn sống ở Việt Nam thì ăn muốn sống ở Việt Nam. North Pole. Đây là cửa của Việt Nam.